Với một chiếc xe chỉ dành cho vận hành, kiểu dáng sang trọng, thì đây là một cái sự lựa chọn rất đáng để quan tâm cho anh chị và các bạn cần một chiếc xe di chuyển, công trình hay là những cái cung đường khó, thì đây là một chiếc xe Toyota Land Cruiser Verado phiên bản TXR sản xuất năm 2013, nhập Nhật, có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen, đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất. Các bác có nhu cầu lái thử hãy qua cửa hàng để mình có thể trải nghiệm thực tế, sau đó mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Với phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết đèn bi xê lông kết hợp với đèn halogen, rồi dàn nốp của chiếc xe được thay mới còn rất là dày dặn, sơn si ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Về chất lượng sơn si anh chị có thể thấy qua, một chiếc xe trải qua là hơn 11 năm sử dụng, nó còn lại được những gì? Sơn si thì cũng có chỗ phải sơn lại do quá trình di chuyển bị xước, hoặc là do quá trình lùi bị xước hết cái những cái phần cản trước cản sau thì cũng đã cho sơn lại hết rồi anh chị nhé. Nên các bác có thể là mua về mình rất là an tâm. Dòng này thì nó rất là bền và lành. Tính năng của chiếc xe nó cũng thực dụng cơ bản thôi, chứ cũng không có quá nhiều cái option để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Mặc dù là một mẫu xe trong phân khúc hạng sang đấy chị ạ. Đây là những cái phần như là ốc bản lề, rồi là những cái phần thanh chống của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Trong quá trình em quay thì có thể một số chỗ anh chị và các bạn chưa xem rõ thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc. Đời sâu rồi lên xe thì sẽ không có hỗ trợ trả góp nữa anh chị nhé, mà mình mua mình sẽ phải trả thẳng anh chị ạ. Đây cái không gian mà khi anh chị và các bạn không sử dụng hàng ghế thứ ba, nó sẽ có một cái không gian nó rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Những con ốc bản lề, rồi là những cái phần chi tiết cánh cửa, những phần sơn bậc cốp này. Đấy. Chiếc này thì nó sẽ rất là rộng rãi và tính năng an toàn thì nó cũng mang lại như là phanh ABS này, cân bằng điện tử này, phân phối được phanh điện tử, rồi là hỗ trợ phanh khẩn cấp, chống chân trượt khi tăng tốc, túi khí an toàn thì nó cũng được trang bị 7 túi khí. Đấy. Các bác mua về sử dụng thì cũng rất là an tâm. Mà cái tầm tiền bây giờ của chiếc xe này thì nó lại khá là hợp lý cho các bác. Nó chỉ khoảng 850 triệu thôi. Giá thì nó vẫn còn giảm và thương lượng. Đây là những cái chi tiết về phần cánh cửa của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo từ những con ốc bản lề. Những cái chi tiết này em luôn quay trong clip để đảm bảo cho anh chị và các bạn ở xa có thể là nhìn rõ về cái sơ qua hiện trạng của chiếc xe. Còn để mà thực tế thì anh chị và các bạn vẫn phải qua cửa hàng để mình có thể sờ qua những đường chỉ này, rồi kiểm tra lại những cái phần con ốc vít xem nó có bị tháo ra hay không. Đây là những cái phần cửa gió điều hòa thì nó sẽ có những cái phần như là phím điều chỉnh chức năng chính giữa. Còn cửa gió thì nó sẽ nằm ở hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai trên nóc trần. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó cũng tính năng cơ bản này, lên xuống kính một chạm này, hệ thống loa trên tất cả bốn cánh cửa này. Rồi là vô lăng thì có tích hợp tăng chỉnh âm lượng, rồi lách chuyển bài, những cái tính năng cơ bản thôi. Set cruise thì cũng chưa có đâu anh chị ạ, mặc dù là xe sang đấy ạ. Màn hình cũng chưa được trang bị luôn anh chị ạ. Có cần số trang bị là cần số zích zắc này, bệ tì tay này, hộc để đồ đấy. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị có thể thấy. Với cái màn hình thì mình nâng cấp cũng rất là dễ dàng thôi, mình chỉ thêm một vài triệu là mình có thể nâng cấp rồi. Đây là những phần tem mác cũng như là các thông số của chiếc xe. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đấy, một dòng xe quốc dân bền lành, thương hiệu hạng sang của nhà Toyota. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado TXR 2013 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn. Bây giờ nó chỉ còn khoảng dưới 850 triệu thôi. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Máy móc của chiếc xe thì acqui đã bị thay này, thanh rằng mấu nối, rồi những cái chi tiết ốc đinh tán của chiếc xe anh chị có thể cùng theo dõi. Và nếu mà cần xem chi tiết hơn hãy liên hệ em, sẽ video call anh chị và các bạn có thể tham khảo trực tiếp cùng em. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video em cập nhật sớm nhất về các dòng xe anh chị và các bạn đang yêu thích tìm kiếm.
rất mong anh chị và các bạn quan tâm và ủng hộ đóng góp ý kiến cho em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.